Thưa quý vị và các bạn, mở đầu từ vở diễn Sống Mãi Tuổi 17 thể hiện hình tượng người anh hùng trẻ tuổi Lý Tự Trọng. 45 năm qua, nhà hát Tuổi Trẻ là một trong những đơn vị sân khấu quốc gia biểu diễn phục vụ giới trẻ, thanh niên và thiếu nhi qua các chương trình nghệ thuật và vở diễn đặc sắc. Nhằm kỷ niệm 45 năm thành lập, từ ngày 7 đến ngày 14 tháng 4 tới đây, nhà hát Tuổi Trẻ Việt Nam sẽ tổ chức chương trình biểu diễn đặc sắc với các tác phẩm tiêu biểu, trong đó có những tác phẩm kinh điển và cả chùm tiểu phẩm hài kịch, góp phần tạo nên thương hiệu của một đơn vị sân khấu có bề dày truyền thống lịch sử. Được thành lập vào tháng 4 năm 1978, xuất phát từ tầm nhìn, khát vọng và ước mơ về một nhà hát dành riêng cho thanh thiếu nhi, đến nay nhà hát Tuổi Trẻ đã trở thành người bạn thân thuộc của đông đảo khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ. Một trong những điểm nhấn của chuỗi chương trình là hài kịch Đời Cười Tuyển Chọn diễn ra vào ngày 9 tháng 4. Đời Cười Tuyển Chọn gồm những tiểu phẩm đặc sắc được chọn lọc từ series Đời Cười Đình Đám. Chương trình có sự tham gia diễn xuất của các nghệ sĩ từng đảm nhận những vai diễn đầu tiên trong chùm hài kịch Đời Cười như nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh, nghệ sĩ ưu tú Chí Trung, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Bích, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền, nghệ sĩ ưu tú Đức Khuê, Vân Dung, Bá Anh, Thanh Bình, Thanh Dương. Đời Cười Tuyển Chọn cũng là cơ hội để các nghệ sĩ trở về hội ngộ tại ngôi nhà xưa của mình. Trong dịp kỷ niệm, khán giả cũng sẽ có dịp thưởng thức các tác phẩm nhạc kịch Trại Hoa Vàng vào ngày 7 tháng 4, vở kịch Sống Mãi Tuổi 17 của Lưu Quang Vũ. Có thể nói rằng là trong 45 năm qua và cái thập niên gần đây thì đã minh chứng một điều rằng là các cái chương trình tiết mục của nhà Tuổi Trẻ vẫn được đông đảo khán giả yêu mến và theo dõi. Thì những cái đó nó giúp cho chúng tôi tin tưởng rằng những cái hoạt động của mình trong thập niên, một vài thập niên trở lại đây nó đang đi đúng hướng và tiếp cận được xu thế của sân khấu thế giới, tiếp cận được xu thế của thị trường. Và phần nào đã trở thành một cái địa điểm đã có cái sự thu hút đông đảo cái sự chú ý của khán giả tại địa điểm 11 Ngô Thị Nhậm. Lễ kỷ niệm ngày thành lập nhà hát sẽ diễn ra vào ngày 10 tháng 4 với các hoạt động gặp gỡ, tôn vinh và giao lưu với các thế hệ khán giả, nghệ sĩ, bạn bè đã gắn bó và có nhiều đóng góp cho sự phát triển của nhà hát Tuổi Trẻ.